sẽ không khó khi là đoán được Di đang ngồi ở trong khoang nội thất của dòng xe nào của Ford. Đó chính là Ford Explorer, dòng xe mà cách đây một năm trước khi ra mắt đã nhận được rất là nhiều cọc từ quý khách hàng. Thì tại sao mà cái dòng xe này lại hot như vậy thì các bạn đừng nên bỏ qua trong clip ngày hôm nay. Duy sẽ nói các điểm mà cái dòng xe nó tạo lên cái độ hot ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đi vào các tính năng đặc biệt của Ford Explorer thì em xin cập nhật cái giá mà hiện tại Ford Explorer mới đang có, đó là 2 tỷ 366 triệu đồng. Thì đối với cá nhân thì chúng ta có thể vay được đến 80% và công ty thì 70%. Các anh chị chỉ cần đưa trước khoảng tầm 800 triệu là chúng ta có thể sở hữu ngay chiếc xe. Và để không đợi lâu nữa thì em sẽ cập nhật các tính năng hiện có của Ford Explorer để chúng ta có thể tìm hiểu. Ghế dành cho người lái và hành khách ngồi trên được trang bị hệ thống sưởi ấm và làm mát. Ngoài ra, Ford Explorer mới được trang bị kính chống ồn cho kính chắn gió phía trước cùng vách cách âm hai lớp giữa khoang lái, với động cơ đem đến một khoảng không gian tĩnh lặng tuyệt đối ở bên trong xe. Tận hưởng khoảng không gian nội thất rộng rãi với thiết kế tinh xảo, khoảng không gian chứa hành lý rộng hơn và 7 chỗ ở trên xe đều rất là tiện nghi. Ngoài ra còn có một số tính năng rất là xịn sò mà đối với những người mà ưa thích màu sắc giống như Duy thì rất là thích. Đó là có 7 màu ở trên xe, này Duy sẽ thao tác cho mấy bạn xem. Là các đường viền trên xe nó sẽ theo những cái gam màu mà mình thích. Thì khi mà mình đi những cung đường tối á, chơi cùng bạn bè á, hoặc là trên đường đi Đà Lạt á, thì rất là chill. Bản đồng hồ trung tâm hoàn toàn mới cho phép bạn tự cài đặt những thông tin lái xe mà bạn cần. Bạn có thể chọn hình ảnh và thông tin lái xe, nhờ đó sẽ làm tinh giản thông tin hiển thị trên màn hình và bạn chỉ cần tập trung theo dõi những thông tin quan trọng đối với bạn mà thôi. Điều này giúp cho bạn khi mà lái xe, mình vừa lái an toàn và thao tác nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Ngoài ra, trên Ford Explorer còn trang bị thêm các công nghệ an toàn hỗ trợ người lái, hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp sẽ quét và phát hiện khả năng va chạm sắp xảy ra. Ngoài ra, có hệ thống cảnh báo lệch làn và hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường sẽ rung lắc khi mà bạn đi chệch làn đường, thì xe sẽ nhắc bạn để mình có thể di chuyển một cách an toàn nhất, không lo lấy xe trên đường tối, bởi hệ thống đèn pha thông minh sẽ tự động điều chỉnh đèn chiếu sáng từ xa khi thấy điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, camera phía sau sẽ giúp bạn quan sát rõ hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể quan sát từng vùng quanh xe nhờ camera 360 độ. Khi lái trên đường cao tốc, bạn có thể duy trì tốc độ trong suốt hành trình nhờ hệ thống kiểm soát tốc độ tự động thông minh và hệ thống hỗ trợ đánh lái, tránh va chạm. Nhưng mà các bạn hãy chú ý là các tính năng hỗ trợ người lái được trang bị trên xe chỉ mang tính năng trợ giúp, không thể thay thế sự tập trung, đánh giá cũng như ý thức lái xe an toàn của chúng ta. Tính năng có thể không hoạt động trong một số điều kiện tốc độ, thời tiết hoặc là đường xá, cho nên các anh chị hãy vui lòng tham khảo và tuân thủ thêm. Xe Ford Explorer với đầu xe được trang bị thiết kế mới. Đèn ở phía trước được là đèn LED tự động với dải đèn LED kèm theo. Cái đèn thì ôm sát cái mặt trước, tạo cái sự trang trọng và điểm nhấn trên chiếc xe, nhìn cái chiếc xe hầm hố hơn và cảm thấy dài hơn. Mặt ga lăng cũng được thay đổi hình thác nước. Động cơ xăng 2.3 EcoBoost với hơn 300 mã lực và dẫn động hai cầu chủ động toàn thời gian, kèm theo là hộp số tự động 10 cấp. Xe có kích thước là chiều dài là 5m49, chiều rộng là 2m04 và chiều cao là 1m778. Với khoảng không gian siêu rộng như vậy thì gia đình mình có thể vi vu ở khắp mọi nơi. Ford Explorer được trang bị mâm 20 với thiết kế đa chấu. Đèn xe ở phía sau được thay đổi với thiết kế mới và ôm theo sát phía đèn hơn, thì giúp cho khi mà mình đi đường tối cũng dễ quan sát hơn do cái bảng đèn nó rộng hơn. Ngoài ra, ở phía sau xe này đã được trang bị camera ở phía sau luôn, cũng giúp cho mình dễ quan sát và tăng độ an toàn. Một điều đặc biệt mà Ford Explorer hiện đang rất là ăn tiền, đó là tính năng khóa trung tâm. Có nghĩa là khi chúng ta bấm khóa ở đây và hạ cốp thì toàn xe đều được khóa hết và chúng ta phải dùng cái mật mã ở phía bên hông xe để mở. Ngoài ra, hàng ghế thứ ba của Ford Explorer được ngã nhiều hơn so với phiên bản trước, giúp cho chúng ta rất là thoải mái khi di chuyển trong cung đường dài và gia đình của chúng ta có những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Khi mà ngồi ở phía sau, mình sẽ không bị mệt. Thao tác cũng rất là đơn giản. Trước khi kết thúc video này thì Duy xin nhắc lại, Ford Explorer với giá hiện tại là 2 tỷ 366 triệu đồng. Các anh chị chỉ cần đưa trước 800 triệu. Đối với cá nhân, chúng ta có thể vay được tới 80%.
đối với công ty mình có thể vay được 70%. Và đặc biệt, để đăng ký lái thử hoặc là xem xe trực tiếp thì các anh chị hãy liên hệ với Duy qua số điện thoại bên dưới để chúng ta có thể lái thử hoặc giống như xem xe trực tiếp. Và hiện tại, tại Ford Cao Thắng, với Ford Explorer với 4 màu trắng, đen, xanh và đỏ có thể giao ngay cho các anh chị trong tháng 3. Hãy nhanh tay gọi điện thoại với Duy để liên hệ để biết giá, chương trình khuyến mãi và có thể lấy xe ngay trong tháng. Xin chào và hẹn gặp lại.